Đến với trận đấu thứ ba nào. Seng. Seng AC là quân của bên phía Game TV. Vâng, thế này có phải tươi không? Phía bên kia là Minoan và Persian. Đây là ChipBoy cầm Seng. Dường như là ChipBoy hợp với cái màu 1 hơn Gani. Bài Seng ra nhìn thấy quả đầu luôn. Bài Seng là một cái bài ổn về thế thủng. Anh chém máu thì không được nhà là một cái điều rất tốt, nhưng Seng cần phải có đồ, cần phải có đồ lùa về, vì phía bên kia cũng là có một chém tuyển, đó là Pơ. Pơ thì không biết là ai cầm. Đây là một bầy hiêu được đang chuẩn bị lùa về của ChipBoy. Phía bên kia là Pơ và Minoan. Và trận đấu này sẽ là tiền đề cho xe đấu này đây. Vâng, lùa một con về trước đi. Cho một con về trước đi, xong rồi tính sau. Một chiếc BS khả năng sẽ được đóng rất sớm sủa đây. Khi mà đây là Seng. Chắc chắn Seng này sẽ có thể có là một cái bài đánh chém có nhà rồi. Bài Seng này thậm chí là một cái bài Seng rất khung nữa. Dù đánh chém hay đánh cung cũng đều rất khung. Vừa một tơn mid BE nhẹ đến từ ChipBoy. Và ChipBoy khả năng sẽ phải tách thêm một dân nữa ra đi dò đi. Bởi vì bây giờ em vẫn chưa thấy cái gì đâu, ngoài cái bầy hiêu đầu rồi cả. Vẫn chưa thấy cái gì cả. Rất lạ. Một cảm giác rất lạ trong ngày hôm nay. Gani sao? Gani đang có một bài AC có quả phụ. Vâng, cẩn thận, khéo vấp. Bài Gani. Seng cùng cánh với cả Van lớp. Van lớp trong trận đấu này như là cầm Minoan thì phải. Và ChipBoy phải sang tận đây ăn bãi quả của Van lớp. Rất xa. Ở đây. Đây rồi. Và bãi quả đó như là bãi quả của Gani, nhưng mà thế nhưng Gani không ăn. Một bài mà Gani đang thừa rất nhiều đồ. Còn con voi nữa. Không biết là 1 hay 2 con đây. Đóng thêm một chiếc BS nữa. Đóng thêm một chiếc BS nữa. Tại sao không? Vâng, để ý dân ăn bãi quả nhé. Đây sẽ là bầy B dành cho ChipBoy. Lượng thực của ChipBoy đang dồn lên hơi chậm khi mà đổ em là hơi xa một chút. Pha lùi hiêu khá khéo của Gani. Pơ lên đời khá sớm. Pơ là người đầu cánh của Gani. Vâng, ChipBoy vừa có một tơn F3. Không biết là có biến gì đây. Dường như là hết tài khoản. sang AC. Ở phía bên kia là Pơ Minoan. Pơ và Minoan lên khá sớm. Gani đã bắt đầu cơ cấu dần rồi khi mà nhận thấy rằng Pơ lên đời rất sớm. Thôi thì đừng ham công tiếc việc, cứ bò khung nhà lại trước đã, sau rồi tính sau khi mà anh phải đối đầu với Persian. Và lại còn là Persian lên sớm nhất bản đồ nữa. BMBA đã được thiết kế rồi. Và 11:30, Gani bắt đầu kích đời 3. Nâng chặt gỗ. Ra tê luôn. Và chuẩn bị tách dân bãi quả phụ về thôi. ChipBoy bây giờ đã đi ngựa dò sang nhà Van lớp. Vừa ăn được một dân của Van lớp. Đây là bãi quả của Van lớp. Và Van lớp cũng đã có tê thủ nhà rồi. Hai bài ở bên phía Hà Nội rất đẹp. Nhưng bài của Minoan là một cái bài mà tôi nghĩ rằng không có thế đâu. Một cái bài Minoan chỉ ôm được một rừng thôi. Ô không, hai rừng chứ không phải một rừng. Đấy, khả năng rằng Minoan vẫn có một cái bài mà có thể bo lại được. Minoan cũng đã lên đời rồi. Minoan lấy rất sớm, bài Minoan ôm một rừng chứ không phải hai rừng. Một rừng. Một tên vẩy e đến từ Minoan. Nhưng không được. Lạc đà của ChipBoy đang đến. Và ChipBoy như... Đừng vào em ơi. Vào đấy lành ít giữ nhiều. Khi mà lạc đà mình vẫn còn chưa có giáp. Cứ câu kéo và rền dứ thôi. Cẩn thận con lạc đà đó. Và lông dân của Van lớp đã có bánh xe. Và bây giờ bắt đầu mang dân ra để khởi nghĩa. Rất đông dân đến từ Van lớp. Và bây giờ thậm chí còn gọi cả Quýt sang thủ. Cơ. Một bài mà đánh chém có nhà đến từ ChipBoy. Vâng. Con lạc đà còn đúng một máu. Minoan vẫn còn giữ được khá nhiều. Tôi chưa muốn nói là vẫn còn khỏe. Nhưng Minoan chưa vẽ được nhiều ruộng đâu. Bắt đầu có những con cung A một áo đầu tiên để thủ được. Hai cung A một áo và dân nữa. Nếu trận đấu này mà ChipBoy mà lên được cái giáp thì khả năng sẽ rất thốn cho Van lớp. Cái dãy hàng E. Quýt đã rất nhanh tay về E. Gani sao? Gani đã có tên cung đầu đi chưa? Gani đã bắt đầu có tên cung giờ đầu tiên. Lao thẳng vào nhà của Quýt. Và đây là khoanh ruộng của Quýt. Quýt có một cái bài đóng ruộng ở nhà. Và tôi không hiểu sao và thế là Van lớp đã di sai. Một trận đấu mà có thể nói là Van lớp lên đời rất sớm. Lên đời rất sớm. Thế nhưng bài không có thế. Và cũng có một điều nữa là ChipBoy lên xong lạc đà không có cái giáp, rất bất lợi bởi bài của em đồ quá xa. Nếu như mà ngay từ lúc đầu mà ChipBoy có giáp thì khả năng là Van lớp đã oảng ngay từ tập 1 rồi, chứ không phải kéo dài đến tập 3 và tập 4 mà phải xem tập cuối.